Cửa hàng Minh Âu xin mến chào các bác nhá. Hiện tại bây giờ buổi trưa ngày mùng 5 mùng 2 tháng 5. Thì em đang ra cửa hàng phụ anh em. Thì hôm nay thì cũng rất buổi trưa, cũng rất vinh dự tiếp đón hai đoàn khách của anh trai ở gần đây và một bác khách ở gần nhà. Thì bên Hiếu Minh vẫn luôn sẵn hàng những sản phẩm loa full cho các bác anh em nhé. Thì với lựa chọn của bác nào thì hôm nay là dòng loa Akai Bass 25. Dòng loa này thì đánh cho không gian khoảng 25-30 m² các nhá, vô tư, vì dòng này sử dụng từ đến 200 họng ở đây nó họng được 75 và tép từ 12. Thì hiện tại em đang cửa hàng thì nó sẽ nhiều mã hơn vì là kênh mới của Hiếu Minh nên em chưa live stream được cho các bác. Thì đợi vài hôm nữa đủ người các bác hãy đăng ký kênh ủng hộ để em có đủ người để em sẽ live stream cho các bác được, thì các bác review nhiều mẫu hơn. Cửa hàng em giờ này rất nhiều hàng các bác anh em lựa chọn. Nhiều mẫu đây là em phải đang quay, cố gắng quay những video từng mẫu sản phẩm một cho các bác anh em. Nhiều mẫu lắm các bác ạ. Rồi em về cả những dòng như loa full RCF, loa mới có đủ cả cho các bác anh em. Motivity các thứ nhá. Hàng mới, hàng đẩy mới, loa mới có